Sự thay đổi thất thường của thời tiết mùa đông năm nay làm tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh dễ lây nhiễm như là chân tay miệng, cúm, sởi, sốt xuất huyết, bạch hầu, nhất là bệnh liên cầu lợn và cúm gia cầm. Vì vậy mà trong cuộc họp về tình hình dịch bệnh mùa đông xuân và Tết Nguyên đán diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cảnh báo là người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong thời điểm này. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, năm 2015, cả nước ghi nhận hơn 88.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó có 57 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, năm 2015, cả nước ghi nhận hơn 82 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Riêng tại thành phố Hà Nội đã có 17 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện nay ngoài những dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như tay chân miệng, cúm mùa, sốt xuất huyết, thì một số dịch bệnh từ lâu không xuất hiện như bạch hầu, ho gà đang có chiều hướng quay trở lại tại một số địa phương trong cả nước. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trong mùa đông xuân, ngành y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là trên gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang người, tổ chức các hoạt động giám sát tại cộng đồng và cửa khẩu nhằm phát hiện sớm, khẩn trương xử lý ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Phối hợp với đơn vị liên quan, bảo đảm an toàn thực phẩm và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, tiến hành thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.